Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính. Kính chào quý vị, ngày hôm qua mưa rông xuất hiện nhiều hơn ở nhiều nơi khiến nền nhiệt có giảm xuống, xua tan đi cái không khí oi bức. Ở Bắc Bộ, trước tình trạng nắng nóng kéo dài, mực nước các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ xuống thấp, một số hồ sấp xỉ dưới mực nước chết. Cụ thể, các hồ thủy điện ở mực nước chết gồm Lai Châu, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hủa Na, Trung Sơn, Thác Mơ, Trị An. Đáng lưu ý, một số hồ thủy điện phải dừng phát điện vì lưu lượng và mực nước hồ không đảm bảo. Chính vì vậy, mưa được coi như là sẽ cung cấp một lượng nước quý giá. Bởi với hạn hán và chấm dứt nắng nóng gay gắt cũng như sự bức thiết của các hồ thủy điện hiện nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày hôm nay, vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ có vị trí ở vào khoảng 20,8 đến 21,8 độ Vĩ Bắc, 108,9 đến 109,9 độ Kinh Đông, dự báo trong 24 giờ tới. Vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Đông Đông Bắc. Cảnh báo trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, ảnh hưởng tới tàu thuyền hoạt động trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên trong đêm nay, ngày mai, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Cho đêm nay và ngày mai, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam của khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trước tình hình gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, các cơ quan chức năng cần thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến trên để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp, duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. Trên đất liền, từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Mưa tập trung vào chiều và tối, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trước những hình thái thời tiết nguy hiểm trên, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố. Người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông, lốc gây ra. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng
có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 2,0 đến 3,0 m. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 2,0 đến 3,5 m. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, sóng cao từ 2,0 đến 3,0 m. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1,0 đến 2,0 m. Hầu hết những năm nắng nóng nhất trong lịch sử đều xảy ra trong thời kỳ El Nino. Các nhà khoa học lo ngại mùa hè năm nay và năm sau có thể chứng kiến nhiệt độ ở mức kỷ lục trên đất liền và trên biển riêng trong năm nay. Các nhà khí tượng học cho rằng El Nino kết hợp với sự nóng lên do biến đổi khí hậu sẽ khiến thế giới phải vật lộn với nhiệt độ cao kỷ lục và dẫn tới tình trạng hạn hán nghiêm trọng. El Nino dẫn tới nhiệt độ mặt nước biển nóng hơn mức trung bình ở trung tâm và phía đông Thái Bình Dương gần đường xích đạo đã chính thức xuất hiện. Các nhà khoa học tại Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA thông báo kiểu thời tiết này xảy ra gần nhất năm 2018-2019 và diễn ra trung bình 2-7 năm một lần. Tùy thuộc vào cường độ El Nino có thể gây ra nhiều tác động như làm tăng nguy cơ mưa lớn và hạn hán ở một số địa điểm trên thế giới. Biến đổi khí hậu có thể làm trầm trọng thêm hoặc giảm thiểu một số tác động nhất định liên quan đến El Nino. Ví dụ, El Nino có thể dẫn đến những kỷ lục mới về nhiệt độ, đặc biệt là ở những khu vực trải qua nhiệt độ trên trung bình trong El Nino. Theo NOAA, nhiều quốc gia và châu lục ghi nhận một năm nắng nóng kỷ lục. Ngoài ra, khi El Nino xảy ra, nước biển ở Đông Thái Bình Dương sẽ ấm hơn bình thường. Với tình hình thiệt hại, khi nhiệt độ bề mặt nước biển trung bình toàn cầu cao trong tháng 5 vừa qua, hơn khoảng 0,1 độ C so với các báo cáo khác trong quá khứ, thời tiết được dự kiến sẽ trở nên khắc nghiệt hơn nữa. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong điều kiện El Nino ở hầu hết các vùng trong cả nước, nhiệt độ trung bình các tháng có xu thế cao hơn bình thường, nắng nóng có thể nhiều hơn và gay gắt hơn. Khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới có thể không nhiều
nhưng tập trung nhiều vào giữa mùa, tính chất dị thường hơn cả về cường độ và quỹ đạo. Điều đáng lưu ý là El Nino thường gây thâm hụt lượng mưa ở đa phần diện tích cả nước với mức phổ biến từ 25-50%, vì thế nguy cơ cao xảy ra khô hạn cục bộ hoặc diện rộng ở những nơi có nhu cầu dùng nước nhiều cho sản xuất và sinh hoạt trong các tháng mùa khô năm 2023. Đề phòng tình trạng ít mưa dẫn đến tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước trong những tháng đầu năm 2024 trên phạm vi toàn quốc. Ví dụ dễ hình dung nhất về tác động của El Nino đã gây ra các đợt hạn mặn kỷ lục vào năm 2015, 2016 và 2019-2020. Theo thống kê, trung bình mỗi năm có 5 đến 7 xoáy thuận nhiệt đới, bao gồm bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta. Trung bình mỗi tháng có 0,58 cơn. Trong những năm El Nino, trung bình mỗi tháng có 0,42 cơn, ít hơn trung bình nhiều năm khoảng 28%. Ngoài ra, trong điều kiện El Nino, xoáy thuận nhiệt đới thường tập trung vào giữa mùa bão tháng 7, 8, 9. Trong điều kiện El Nino, nhiệt độ trung bình các tháng đều cao hơn bình thường, mùa đông chênh lệch rõ rệt hơn mùa hè. Các khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng nhiều hơn phía Bắc. Trong điều kiện có ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nhất là các đợt El Nino mạnh có thể gây ra nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ở nhiều nơi. Trong điều kiện El Nino thường gây thiếu hụt lượng mưa trong hầu hết các vùng trong cả nước, phổ biến từ 25-50%, rõ rệt nhất là Bắc Trung Bộ. Đáng chú ý là một số đợt El Nino đã trải nghiệm kỷ lục về lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ và số tháng liên tục hụt mưa ở một số nơi, cho thấy El Nino làm tăng tính biến động của mưa ở Việt Nam. Điển hình như năm 2015 xảy ra El Nino, nhưng tại Quảng Ninh đã xuất hiện mưa lớn lịch sử vào cuối tháng 7. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.